Bài công bố vụ án này vào ngày 10 tháng 3 năm 1997. Ông Bùi Tín là cựu đại tá quân đội nhân dân của Cộng sản Việt Nam, từng là phó tổng biên tập của báo Nhân dân. Tháng 9 năm 1990, ông sang Pháp dự hội hàng năm của báo L'Humanité, rồi quyết định xin tị nạn chính trị tại Pháp. Từ đó, ông viết báo lên án tình trạng mất nhân quyền, phản dân chủ tại Việt Nam. Đặc biệt nói về nạn nhân bi thảm, kéo dài nhất của sự tàn nhẫn trên đây là số phận của đứa con vô thừa nhận của Hồ Chí Minh và cô Nông Thị Xuân. Ông có với cô Xuân một con trai. Mà cách đây 2 tháng tôi có viết một bài báo dài lắm. Tôi có nói đến không thể để số phận một con người như thế được. Tức là anh Nguyễn Tất Trung là sinh năm 56, năm nay là 52 tuổi. Thì 52 tuổi anh sống trong một cái hoàn cảnh rất là cực nhục. Biết mình là con ông Bồng, dần dần biết, người ta giấu kỹ lắm. Bởi vì sau khi anh đẻ ra thì lại giao cho, lúc đầu là giao cho hội phụ nữ nuôi như là con, như là con mồ côi. Thế sau mới giao cho Chu Văn Tấn, là ông tướng ở Việt Bắc. Thế nên sau này ông Chu Văn Tấn bị coi như khai trừ khỏi đảng. Để ông ấy bị mất chức, mất tất cả, bị tù, chết trong tù. Đấy, thì là do đó mà Nguyễn Tất Trung này không còn, ông không nuôi nữa thì là giao cho Vũ Kỳ. Thế khi mà ông Hồ mất là ông Vũ Kỳ nuôi và đặt tên là Vũ Trung.